Vậy là cuối cùng sau quãng thời gian ngồi chơi xơi nước, cựu công thần của Man United David De Gea cũng đã xác nhận tái xuất giang hồ khi tiết lộ bến đỗ tiếp theo của mình. Trong khi ấy, cũng tại Tây Ban Nha, Barcelona dường như đã chốt xong ứng viên thay thế huấn luyện viên Xavi ngay khi mùa giải năm nay kết thúc. Và đó là một cái tên vô cùng quen thuộc. Người đó là ai? Rốt cuộc De Gea sẽ đầu quân cho đại gia nào để tiếp tục sự nghiệp găng thủ của mình? Ngay bây giờ, hãy cùng tìm hiểu tất tần tật điều đó qua bản tin chuyển nhượng hôm nay các bạn nhé. Juventus gia nhập cuộc đua thương vụ Osimhen. Trên DAZN, cựu chân sút Alessandro Matri cho hay Victor Osimhen là tiền đạo lý tưởng mà đội bóng cũ đang cần. Cựu tiền đạo Alessandro Matri cho rằng Juventus nên bán Dusan Vlahovic để đầu tư vào ngôi sao của Napoli Victor Osimhen. Mới đây, Partenope đã xác nhận thông qua chủ tịch Aurelio De Laurentiis rằng Osimhen đang muốn ra đi vào cuối mùa giải. Anh có điều khoản giải phóng trong hợp đồng được cho là ở mức 120-130 triệu euro và Matri đã đề xuất một ý tưởng mang tính táo bạo. Tôi sẽ không loại trừ khả năng Osimhen sẽ đến Juventus, cựu tiền đạo Bianconeri cho biết trong vai trò là một chuyên gia trên DAZN. Nếu Vlahovic kết thúc mùa giải này tốt đẹp, anh ấy có thể được bán với giá 70 triệu euro, trong khi Matias Sule cũng có thể mang về một khoản lợi nhuận rất lớn. Đừng quên Juve đã làm điều này trước đây với Gonzalo Higuain. Họ đã tiết kiệm tiền trong mùa giải này và nếu đủ điều kiện tham dự Champions League, họ sẽ có thêm ngân sách để chi tiêu. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Napoli đã thay đổi chiến lược của mình sau khi mất Higuain vào tay của Juventus vì điều khoản giải phóng 90 triệu euro vào năm 2016. Sau vụ chuyển nhượng gây tranh cãi đó, đội bóng miền Nam đã bổ sung trong hợp đồng của họ rằng điều khoản giải phóng chỉ có hiệu lực đối với các câu lạc bộ bên ngoài nước Ý. Chelsea và Liverpool đại chiến vì đội trưởng Crystal Palace. Theo The Chelsea Chronicle, Liverpool sẽ cạnh tranh sòng phẳng với Chelsea nhằm có được chữ ký của trung vệ Mark Guehi. Mark Guehi hiện đang đeo tấm băng thủ quân của Crystal Palace trong những trận đấu gần đây và anh được đánh giá là một trong những trung vệ trẻ tài năng hàng đầu Premier League thời điểm hiện tại. Cầu thủ người Anh cũng được triệu tập lên đội tuyển Anh của Gareth Southgate và khả năng anh góp mặt ở Euro 2024 sắp tới là rất lớn. Theo Football London, Chelsea đang theo dõi sát sao trường hợp của Guehi và họ muốn đưa anh về nhằm khỏa lấp vị trí của Thiago Silva, người sẽ rời Stamford Bridge vào cuối mùa giải này. Trong khi đó, với việc Joel Matip và Joe Gomez có thể chuyển đến Ả Rập thi đấu, huấn luyện viên mới của Liverpool chắc chắn sẽ muốn có một cái tên thay thế và Guehi là một thương vụ không tồi. Với tài năng hàng đầu hiện tại, không ngạc nhiên khi trung vệ 23 tuổi được cả Liverpool lẫn Chelsea săn đón. Tuy nhiên, sẽ không dễ dàng để có được chữ ký của anh khi họ phải bỏ ra ít nhất là 60 triệu bảng để thuyết phục đại bàng xanh nhà người. Bayern Munich đón tân binh đắt giá đầu tiên phiên chợ đông. Trang chủ Bundesliga cho biết Bayern Munich đã hoàn tất việc ký hợp đồng với Sacha Boey từ nhà vô địch Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray. Sacha Boey đã ký hợp đồng có thời hạn 4 năm rưỡi với nhà vô địch Đức. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, để có được hậu vệ phải người Pháp, Bayern Munich phải chi ra số tiền chuyển nhượng là 30 triệu euro, cộng thêm 5 triệu euro phụ phí. Thỏa thuận này được hoàn tất vào thời điểm Bayern Munich mất đi bộ ba Joshua Kimmich, Konrad Lehmer và Dayot Upamecano vì chấn thương, trong khi Kim Min-jae và Nusay Mazraoui vắng mặt vì nghĩa vụ quốc tế. Đây là một giấc mơ trở thành hiện thực đối với tôi, Bowie nói với trang web chính thức của Bayern Munich. Thật vinh dự cho tôi khi được chơi cho một câu lạc bộ lớn như Bayern Munich. Tôi thực sự mong chờ được ra sân cho đội bóng mới của mình và được sát cánh với tất cả những cầu thủ tuyệt vời này trong tương lai. Với tư cách là một cầu thủ, tôi là một hậu vệ thích tấn công và rất vui khi được tham gia tấn công cũng như phòng ngự. Cầu thủ 23 tuổi đã đóng góp 4 bàn thắng trong 83 lần ra sân trong khoảng thời gian 2 năm rưỡi thi đấu tại Galatasaray. Barcelona chốt huấn luyện viên thay thế Xavi mùa tới. Theo các báo cáo ở Tây Ban Nha, đội hình của Barcelona đã có sự lựa chọn ưu tiên để thay thế Xavi trong đội hình Barcelona. Diario Sport khẳng định Luis Enrique là ứng viên được các cầu thủ yêu thích nhất để trở thành huấn luyện viên tiếp theo của Barcelona. Thuyền trưởng Paris Saint-Germain được cho là nhân vật lý tưởng để huấn luyện câu lạc bộ từ mùa giải tới. Nhiều cầu thủ Barca hiện tại đã từng làm việc với Enrique trước đây. Những cầu thủ như Marc-André Ter Stegen và Sergi Roberto từng là một phần trong đội hình của Enrique, nơi ông đã giành được cú ăn ba trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội bóng. Lối chơi của Barca dưới thời Luis Enrique khi ông dẫn dắt Barcelona. Enrique nổi tiếng với lối chơi tấn công đa dạng và linh hoạt. Ông thích sử dụng cả lối chơi tiki-taka truyền thống của Barca lẫn phong cách tấn công nhanh và trực diện. Điều này giúp Barca không chỉ kiểm soát bóng tốt mà còn tạo ra những pha phản công sắc bén.
Dưới thời của Enrique, Barca chú trọng nhiều hơn vào thể lực và tốc độ. Ông yêu cầu các cầu thủ phải có khả năng chạy không bóng và di chuyển liên tục để tạo ra không gian và cơ hội. Enrique là một trong những huấn luyện viên đầu tiên tại Barca sử dụng công nghệ và phân tích dữ liệu một cách bài bản để cải thiện hiệu suất của đội bóng. David De Gea tiết lộ bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp. Theo Daily Mail, David De Gea đang bước vào giai đoạn cuối của cuộc đàm phán để gia nhập câu lạc bộ Al Shabab của Arab Pro League. Cựu sao Man United đã không chơi cho đội bóng nào kể từ khi rời Manchester United vào tháng 7 năm 2023. Trong khi đó, một số nguồn tin từ Ả Rập khẳng định De Gea đã đồng ý gia nhập Al Shabab. Viễn cảnh cựu thủ môn của Man United ra sân tại Saudi Pro League chỉ còn là vấn đề thời gian. Dẫu vậy thì đây vẫn là một động thái bất ngờ, bởi trước đó De Gea thường được liên hệ với một câu lạc bộ Ả Rập Pro League khác là Al Nassr của Ronaldo. Như vậy, sau một thời gian khá dài bị thất nghiệp, De Gea dường như đã thay đổi tiêu chuẩn của mình. Trước đó, khi mới rời Man United, cựu tuyển thủ Tây Ban Nha được cho là muốn gia nhập một đội bóng hàng đầu châu Âu có vé dự Champions League. Đã có một số cái tên được liên hệ gồm Bayern Munich, Real Madrid và Newcastle. Tuy nhiên, hai cái tên đầu tiên đều đã tìm được giải pháp phù hợp với họ là Daniel Perez và Kepa Arrizabalaga, trong khi Chích Chòe thì đã bị loại khỏi cúp C1. Ngoài ra, nhu cầu lương cao cũng là lý do khiến De Gea khó tìm được việc mới sau khi rời Man United. Trước đó, thủ thành 33 tuổi được hưởng mức lương 375.000 bảng một tuần tại sân Old Trafford. Và đó là những thông tin nóng hổi nhất tại thị trường mùa đông 2024 trên khắp sân cỏ châu Âu cũng như trên toàn thế giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các số bản tin chuyển nhượng tiếp theo.